Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Điện Biên Tây Bắc, Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Xin chúc khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Chúc quý vị và các bạn đang xem video vui vẻ. Kênh Điện Biên Tây Bắc là kênh chuyên quay các sự kiện như đám cưới, mừng tân gia, mừng thọ và một số sự kiện khác trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp hình để lưu giữ làm kỷ niệm hãy liên hệ với Camera Văn Hoàn, Quang Hòa qua số điện thoại 0367 115 394 hoặc 0366 067 231. Xin chân thành cảm ơn quý khách.
sa go lơ sugi ne sa nak le ta ya ne go tam to chi ke meng gang meng chu u meng gang mi ren deum gang jeng go gang go nya ne go cha nga ka mue rot ai nong yong ma em ta sam kum si sa ne mue go nong be rot tom tom hom muon hư go ba la om mu ye rot tom tom hom muon ne sa na em yo pom hem ne di sa go sai sin cha la mue go ne go cha mi ke lok ka ba ra ko pha ka ta to sai ai nong yong ma lok kam ơn na mi ke lok ka ba ra ne go pro mue em cứ mà nhưng mà em ta em tay em đủ cái ski có ơi mà tay em có bất cứ thời gian để giữ nhớ am con em nè con của sai đúng không của chúc là chúc mà sức khỏe nhưng mà tay em mai nong mưa gò ăn nào ăn làm mưa luyện ăn tiếng mặt sáng mưa vườn ơi mai nong ơi Dạ vâng, như chúng ta vừa được lắng nghe lời tri ân sự hiện diện của tất cả quý vị của gia chủ chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Tuy lời nói rất là ngắn gọn và xúc tích nhưng là cũng đầy đủ ý nghĩa trong buổi trưa ngày hôm nay, phải không ạ? Dạ vâng, để làm được một ngôi nhà khang trang ngày hôm nay, đó chính là sự đánh dấu sự thành công, sự nỗ lực và sự đồng bộ đồng chồng của gia chủ, phải không ạ? Và tích góp trong bao nhiêu năm và ngày hôm nay, gia chủ chúng tôi cũng có một ngôi nhà rất là khang trang. Dạ vâng, để thay lời nói cũng như là lời cảm ơn đến tất cả quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay, gia chủ chúng tôi sẽ có một chén rượu để kính toàn thể quý vị. Chính vì vậy mà ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng rót ly rượu của mình đi ạ. À, quý vị ơi, cùng nhau rót ly rượu của chúng ta thật đầy đi ạ. À, rất chủ chúng tôi sẽ có một chén rượu kính để kính toàn thể quý vị. Chính vì vậy mà xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nâng ly đi ạ. À, những ai nông yêu mà ơi mưa sương nơi còn được lau ní ước sanh lệ tay ya để còn phát sai sương lau mưa yêu gương mát nơi được còn lau mưa rót ai nông yêu mà im ta nóng lịch em còn mát ra ôm rộng mưa rót tung tôm hôm muôn mưa sương mưa muôn sanh em yêu còn hè mưa sương nơi còn cho chúc sức khỏe ai nông chúc nhau ai nông yêu mà im ta mưa còn yêu để hào để hàn mưa còn yêu để làm bữa nơi giặt sáng rồi ở bườn mưa còn yêu để ăn để rơm mát ai nông ôm khoa môi ôm quý vị ơi đang chấn tiểu lên đi ạ. Dạ vâng, gia chủ chúng tôi nói rằng là tình cảm mà dành để tất cả đến tất cả quý vị là một chén rượu sẽ không thể nào đủ được, đúng không ạ? Chính vì vậy mà bây giờ đứng trên sân khấu này, xin phép được gia chủ chúng tôi sẽ có hai chén rượu để kính toàn thể quý vị. Và sau hai chén rượu này thì sẽ gửi trả, gia chủ của chúng tôi sẽ trở về với từng mâm một để gặp tất cả các quý ông quý bà, cũng như là cảm ơn quý ông quý bà đã bớt chút thời gian và ngọc đến chung vui cùng với gia đình. Dạ vâng, chén thứ hai được quý vị ơi. Cơ chén vui chén mà hả mai nong ấm mà cơm rong vô cơ ăn bẹt ấm cơ bẹt là con lôi chẳng chị xuân chị muôn tặng chị hào chị hát này ai nong ấm dạ vâng trong ơi ai nong ơi nhấp chén vui thương nâng xong xong dạ vâng, khi mà MC hô ước thì không biết rằng là các ông bà ở đây có những ông bà là không biết được tiếng dân tộc thì có thể là sẽ ngồi ước một điều ước nào đó, đúng không ạ? Vâng, cũng rất là mừng nếu mà để ước được một điều rằng là trở về với trung tâm sân khấu ở đây để chúng ta sẽ có những điều ước mà mình muốn ước thì sẽ rất là hạnh phúc, đúng không ạ? Nhưng mà ước ở đây có nghĩa là uống đấy các bác ạ. Vâng, dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, và để tỏ lòng sự tri ân đến sự hiện diện của tất cả quý vị thì sau đây xin gửi trả gia chủ của chúng tôi trở về với mâm tiệc, cũng như là sẽ gặp gỡ các quý ông bà cô dì chú bác của chúng ta trong từng mâm cơm ạ. Cho bác sa ba thì tay ạ để cài tập quyền để cái âm chúc nhỏ ai nọ hứ.
Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Điện Biên Tây Bắc, Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Xin chúc khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Chúc quý vị và các bạn đang xem video vui vẻ. Kênh Điện Biên Tây Bắc là kênh chuyên quay các sự kiện như đám cưới, mừng tân gia, mừng thọ và một số sự kiện khác trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp hình để lưu giữ làm kỷ niệm hãy liên hệ với Camera Văn Hoàn, Quang Hòa qua số điện thoại 0367 115 394 hoặc 0366 067 231. Xin chân thành cảm ơn quý khách.